Thưa quý vị và các bạn, phấn khởi vì ra Tết được tới trường, nhiều học sinh cùng gia đình cũng đã có sự chuẩn bị tích cực trong tâm thế sẵn sàng tham gia hoạt động học tập trực tiếp. Từ khi khai giảng năm học mới, em Dương Thị Thoa, lớp 11A1 trường trung học phổ thông Văn Lâm, chưa từng được đến trường. Chỉ gặp thầy, gặp bạn qua màn hình máy tính nên Thoa rất phấn khởi, mong ngóng được đến trường vào thứ hai. Ngay sau kỳ nghỉ Tết, em đã dành thời gian tra cứu, tìm hiểu thông tin, tự chuẩn bị hành trang đến trường cho bản thân. Em cảm thấy rất là vui và hào hức được trở lại trường thì em sẽ có động lực tốt hơn để học tập. Em đã chuẩn bị bình nước riêng rồi khẩu trang và nước sắt quần để khi mang đến trường có thể sử dụng và thay thế khi mà cần thiết. Khi mà đi học thì em nghĩ là mình nên đi thẳng từ trường về nhà hoặc là từ nhà đến trường và không nên đi chơi, ghé chơi lung tung, không nên sang các lớp khác. Không chỉ học sinh mà cha mẹ, gia đình cũng rất hào hứng với việc mở cửa trường học đã nhiều ngày nay, vợ chồng anh Lê Xuân Quý đều dành thời gian nhắc nhở, rèn lại nền nếp sinh hoạt, chuẩn bị cho con có trạng thái tinh thần tốt nhất khi trở lại trường. Đồng thời phối hợp với thầy cô giáo, tăng cường nhắc nhở con biện pháp tự bảo vệ, duy trì thói quen phòng dịch mọi lúc, mọi nơi. Các cháu nó cũng tiêm được rồi thì được cũng đảm bảo được một chút. Khi ở nhà là cũng đã phải chuẩn bị cửa khuẩn, đo thân nhiệt, gia đình cũng kết hợp cùng với nhà trường. Đấy, cũng đã là có cái sự gắn kết với nhau để làm sao phòng chống dịch cho các cháu là tốt nhất. Cái sự phối hợp của các bậc phụ huynh à, càng chặt chẽ bao nhiêu thì công tác mà phòng chống dịch à, càng thuận lợi bấy nhiêu. Các cái kế hoạch à, chuẩn bị của nhà trường đều thông báo lên trên website của nhà trường rồi thông báo trên Facebook gửi đến các bậc phụ huynh để à. nắm rõ được à, cái quy trình của nhà trường làm để các bậc phụ huynh có sự yên tâm hơn khi à, cho các con đến trường. Đến thời điểm hiện tại, hơn 94% học sinh bậc trung học cơ sở, 98% học sinh bậc trung học phổ thông đã tiêm đủ hai mũi vaccine. Cùng với sự tích cực chuẩn bị của học sinh và cha mẹ học sinh, cho thấy tâm thái thoải mái, sẵn sàng cho ngày đầu tiên tới trường học trực tiếp sau gần một năm nghỉ học.